Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở khu vực cầu Vĩnh Tuy. Trước màn hình quý vị và các bạn là cầu Vĩnh Tuy. Hôm nay Việt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tuyến phố rất là đông. Đầu tiên Việt gửi tới quý vị và các bạn, hiện tại cây cầu Vĩnh Tuy đang được xây dựng thêm một cầu nữa quý vị và các bạn, thêm một làn nữa. Đây là ở dưới chân cầu, các công nhân cũng đang là chăm chỉ làm việc. Còn ở ngay bên cạnh thì vừa thấy có những xe hàng, có những cần cầu đang hoạt động, đang làm việc. Đây là những cái cần cầu, cầu những bao xi măng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn thưởng thức những hình ảnh ở cảng Hà Nội. Ở đây là một cảng quý vị và các bạn. Wow, cảng này được xây dựng đứng quý vị. Xây dựng đứng luôn, rất kiên cố. Quý vị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về mùa xuân tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay Việt ghi hình gửi tới quý vị và các bạn vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thời tiết thủ đô Hà Nội nóng quý vị và các bạn. Nhưng mà quý vị và các bạn ở trong nhà thì cảm giác lại rất lạnh. Những bao xi măng đang được cần cầu đưa lên quý vị và các bạn. Ở bên dòng sông Hồng thì vẫn luôn luôn nhộn nhịp các chuyến tàu. Chuyến xe xây dựng đang nhộn nhịp. Rồi, Việt mời quý vị và các bạn đi về trên khu phố cổ, đi trên tuyến phố cũng rất đặc biệt quý vị và các bạn. Ngay ở cảng về đấy có một tòa nhà xây rất kiên cố và hiện đại. Mặc dù tòa nhà hình như Việt thấy là không ai sử dụng, rất rất lãng phí. Công trình Tổng Công ty Vận tải Thủy Cảng Hà Nội quý vị và các bạn. Công trình chào mừng 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890 và đến 19 tháng 5 năm 2010. Đây quý vị và các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình thấy hầu như là không hoạt động.
Thì mời quý vị và các bạn đi trên tuyến phố Bạch Đằng. Nên là tôi thấy có từng khu một. Đây có thấy cũng có những cái bồn nước đang được bỏ hoang, quá cũ rồi. Và ở bên này có thấy có một tòa nhà xây kiến trúc rất đồ sộ, bỏ hoang quý vị và các bạn. Đang ở trên đường tuyến phố tuyến phố Bạch Đằng quý vị và các bạn. Ngay cạnh sông Hồng là một căn nhà mình thấy có thiết kế rất độc đáo. Nhà được bỏ không. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba phố Lãng Yên và phố Bạch Đằng. Bên này là tuyến phố Lãng Yên quý vị và các bạn. Phố Lãng Yên sẽ đưa thẳng quý vị và các bạn ra tuyến phố Trần Khát Chân. Đến đoạn này thì mới thấy kinh doanh buôn bán nhộn nhịp hơn, các cửa hàng bán đồ. Các cửa hàng bán đồ thực phẩm nhiều hơn. Đây các cửa hàng bán gà, bán thịt. Do bây giờ phải đi khoảng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 2022 nên là cũng chưa có nhiều quý vị cũng như là khách đến mua. Thank you.
phố Bạch Đằng là tuyến phố nằm ngay cạnh sông Hồng quý vị và các bạn. Mùa hè quý vị và các bạn đi dạo ở trên tuyến phố này thì rất là mát. Mặc dù có ánh nắng nhưng mà Việt đang đi ở dưới bóng râm nên là cảm giác se lạnh. Trên tuyến phố Bạch Đằng, Việt thấy ở đây có một ngôi đền hay là ngôi chùa. Quý vị và các bạn biết thì hãy comment để Việt biết thêm về một cửa miếu quý vị và các bạn, miếu Hai Bà Trưng. Việt vừa nhìn thấy có một cái biển nho nhỏ kia cấm để xe trước cửa miếu Hai Bà Trưng. Đây các chị bán bánh chuối, bán bánh khoai, đấy có khách. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba. Tuyến phố này là tuyến phố Việt chưa nhìn thấy địa chỉ, Việt không hay xuống dưới này nên Việt không biết quý vị và các bạn. Do là tuyến phố ở cạnh sông Hồng, tuyến phố ven sông nên là cũng không nhộn nhịp tấp nập người quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn lại cũng là một ngã ba Vạn Kiếp và Bạch Đằng quý vị. Đi thẳng dốc Vạn Kiếp này
đưa quý vị và các bạn qua đường Trần Hưng Đạo. Đây thì ở đây có các cô bán ngô. Mời quý vị và các bạn đi lên tới cầu Chuông Dương, Long Việt sẽ dừng clip. Đoạn này thì phải thấy rất ít các cửa hàng kinh doanh. Lâu lâu thấy cửa hàng sửa chữa rửa xe máy. Ở trên đường Bạch Đằng thì thấy có nhà hàng cá giò Viễn Đông này rất nổi tiếng. Nằm ngay cạnh bờ sông quý vị và các bạn. Đấy, cô bán rau ở đây cũng đắt cách. Bây giờ khoảng 4:30, ánh nắng vẫn chói chang quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã ba phố Bạch Đằng, và bên này là tuyến phố Cầu Đất quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn là tuyến phố Cầu Đất. Ánh nắng chói chang quý vị và các bạn.
trên tuyến phố Bạch Đằng. Các cửa hàng rửa xe máy thì để đắt khách. Sau mấy ngày mưa dầm dề, gọi là âm u bao phủ thủ đô Hà Nội thì những ngày khô ráo này ai ai cũng đi rửa xe. Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã tư phố Trương Dương Độ. Video trước Việt gửi tới quý vị và các bạn Trương Dương Độ ở Bạch Đằng. Mời quý vị và các bạn đi tiếp trên tuyến phố Bạch Đằng. Trên tuyến phố Bạch Đằng rất rộng quý vị và các bạn. Tuyến đường nếu mà để về tới đi được 4 cái ô tô. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Hàm Trực Quan, Bạch Đằng và Phúc Tân. Đây một loạt các anh bốc vác không có việc. Đầu năm công việc cũng ít quý vị và các bạn, hầu như các ngành nghề đều chậm. Trên tuyến phố Phúc Tân thì phải thấy nhỏ, tầm khoảng 2 cái ô tô và 2 cái xe máy hai bên là hết. Các ngôi nhà xây không có vỉa hè, xây san sát như kiểu là ở trong ngõ trên phố vậy quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ cảng Hà Nội đến cầu Trương Dương. Chúc mừng quý vị và các bạn xa xa là cầu Trương Dương. Chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Đến gầm cầu Trương Dương, Việt sẽ dừng clip.